chào thầy cô giáo và toàn thể các bạn. Em tên là Hoàng Duy Hiếu, học sinh lớp 4A trường Hiếu Học Minh Thông. Hello teacher, I'm Huyền. My name is Hoàng Duy Hiếu. I'm in class 4A at Lincoln Benjamin School. Ngôi trường của em mới được xây dựng sạch sẽ, thoáng mát. Ở đó có những người bạn, có thầy cô giáo đã và đang dạy dỗ chúng em. Em coi ngôi trường là ngôi nhà thứ hai của mình. Our school is nearly be clean and airy. There are friends and teachers there who have been teaching them. Trong bức tranh có các bạn đang cầm những quả bóng bay chứa đựng những điều mơ ước. Có cô giáo đang vui mùa của chúng em. Có bạn nhảy dây, đá bóng, đánh cầu lông. Ai ai cũng cảm thấy rất vui vẻ. In the picture, there are students holding balloons containing wishes. There are students jumping rope, playing soccer, and playing badminton. Everyone feels very happy. Em đã sử dụng nhiều màu sắc trong bức tranh của mình như màu đỏ, màu vàng, màu cam, màu hồng để tô vào bức tranh thêm sinh động và ấm áp hơn. We use many colors such as red, yellow, orange, pink, etc. to write a more vivid and warmer picture. Qua bức tranh, em muốn tất cả các bạn hãy chung tay xây dựng ngôi trường hạnh phúc. Hold the picture. I want all of you to join hands to build a happy school. Kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể các bạn, em tên là Ma Thị Gấm, còn bạn em tên là Lưu Viết Sang. Chúng em cùng học tại lớp 4B trường tiểu học Linh Thông. Em xin được giới thiệu bức tranh của mình trong trường học như là ngôi nhà thứ hai của chúng em. Ở đó có những người bạn thân thương được vui chơi trải nghiệm sau những giờ học trên lớp để thể hiện tình cảm yêu thương dành cho ngôi trường và các bạn. Em và bạn Sang đã thể hiện bức tranh trường học hạnh phúc. Trong tranh là các bạn của chúng em đang chơi nhảy dây, đọc sách báo trong giờ ra chơi. Chúng em đã sử dụng màu đỏ, vàng, cam, nâu, xanh, trắng để tô vào bức tranh, làm cho bức tranh trở nên sinh động hơn. Qua bức tranh, chúng em mong muốn mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Dear teacher and all of you, my name is Lưu Viết Sang, and my friend name is Mai Thị Gấm. We study together in class 4B at Linh Thông for my school. I would like introduce my painting school. I like our second home. There were dear friends having fun and pressing things. After class, two weeks left our last for the school, and our friend Gom and I painted the picture. School learn happiness in the picture. Our friend are playing jump rope and read in book and newspaper. Do she said, we you red, yellow, orange, brown, blue, white to fill in the picture to make it more. We blue, picture. We hope that every
every day. They go in to school a happy day. Xin chào các thầy cô giáo và toàn thể các bạn. Em tên là Vũ Bảo Ngọc, bạn em là Hoàng Đình Đạt. Chúng em cùng học khối 4 trường tiểu học Vinh Thông. Em xin được giới thiệu bức tranh của mình. Trường học như là ngôi nhà thứ hai của chúng em. Ở đó có những người bạn thân thương, những người thầy, người cô luôn dạy dỗ và chăm sóc chúng em nên người, để thể hiện tình cảm trân trọng đối với thầy cô giáo và ngôi trường thân yêu. Em và bạn Đạt đã thể hiện bức tranh trường học hạnh phúc. Trong tranh có cô giáo đang đứng ở cổng trường để đón các bạn vào lớp. Bạn nào cũng rất vui vẻ và hạnh phúc. Chúng em đã sử dụng các màu nóng như đỏ, vàng, cam, hồng, nâu, xanh để tô vào bức tranh, làm cho bức tranh rất ấm áp. Qua bức tranh, chúng em mong muốn mỗi ngày đến trường đều là niềm vui và hạnh phúc. Hello teacher and everyone. My name is Hoàng Giang and em Vũ Bảo Ngọc. We study together in grade 4 at Lincoln Primary School. I would like to introduce my painting. Old school is like on second home. There are many friends and teachers who always teach and care for us to be a good people. To inspire our education for teachers and all below school. I am my friend Jill, a teacher, happy school. In the picture, there is a teacher standing at the school gate to welcome students into class. Everyone is very cheerful and happy. We use warm color, like as red, yellow, orange, pink, blue, to fill in the picture, make the picture very beautiful. For the picture, we hope that every day going to school is a joy and happiness.